Kính chào quý vị. Bây giờ là 8:33 sáng giờ của Washington State. Hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2021. Tôi là thầy Thích Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở khắp nơi trên thế giới và đồng bào Việt Nam ở quốc nội. Có nhiều người thắc mắc, email, gọi điện thoại, hỏi thầy tại sao từ cái livestream ngày 18 tháng 12 năm 2020 đến giờ thầy không có livestream trong cái tình hình dầu sôi lửa bỏng của Hoa Kỳ. Cho nên hôm nay tôi trả lời tất cả những đồng bào Phật tử mà đã gọi điện thoại cho tôi cũng như thắc mắc là tại sao tôi không lên tiếng. Kính thưa quý vị, có những cái tin tức tôi có thể nói được và có những cái tin tức tôi không thể nói được. Sinh mạng của Tổng thống 45 của Hoa Kỳ mà còn bị áp đảo, huống gì là một tỳ kheo Phật giáo không có vũ khí bảo vệ trong tay. Tôi chỉ nói sơ có những tin tôi nói được và những tin tôi không nói được thì tôi đang im lặng. Thì có một số người thắc mắc là hỏi tại sao tới giờ này phó tổng thống phản bội đã không dùng cái luật 25 của hiến pháp Hoa Kỳ để mà coi như bắt tổng thống thứ 45 phải rời khỏi tòa Bạch Ốc. À, kính thưa quý vị, tại sao hả? Thì tôi nhắc lại quý vị, khi mà cái tối ngày 7, khi mà thượng à, cái tối ngày 6, khi mà tất cả dân biểu nghị sĩ đã xảy ra vụ hỗn loạn và chết người ở tại Capitol Hill, thì lúc đó Tổng thống Hoa Kỳ sau khi ông đi về tới tòa Bạch Ốc và trên chiếc Marine và ông yêu cầu tất cả những người mà ủng hộ ông thì hãy coi như về nhà an toàn và ông nói ông không đầu hàng. Và sau đó tại sao ông lại không có mặt ở DC mà ông di chuyển bằng cái phương tiện gì để ông đến một căn cứ điều khiển của quân đội Hoa Kỳ nằm ở Texas? Kính thưa quý vị, cái này tôi nói cho quý vị biết là Hoa Kỳ có 4 chiếc máy bay đặc biệt mà hãng Boeing chế tạo, chỉ có 4 chiếc. 4 chiếc này có ký hiệu là Y, Y có nghĩa là American C, và từ B-1, B-2, B-3 cho tới B-4. Thì tối đó Tổng thống Hoa Kỳ đã đi từ tòa Bạch Ốc đến coi như căn cứ quân sự ở Texas trên chiếc Y-4B. Cái chiếc này là cái chiếc chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống mới được quyền sử dụng. Trên chiếc này trang bị toàn bộ hệ thống coi như tình báo, hệ thống diễn liên, đã nối tiếp với tất cả mạng lưới 2.700 satellite để theo dõi, nghe lén và điều hành tất cả các cuộc chiến. 4 chiếc này được mệnh danh là ngày tận thế của Hoa Kỳ mới được sử dụng. Vì lý do là nếu Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 mà sử dụng chiếc Marine trực thăng thường kỳ thì ông đã không còn sống trên cõi đời này, hoặc là ông sử dụng chiếc Air Force One thì ông cũng không còn sống trên cõi đời này. Và chúng ta đã biết ông đã sử dụng chiếc, một trong 4 chiếc mà ngày tận thế, tức là Y-4B. Và khi mà ông đã lên đó rồi thì kể cả phó tổng thống phản bội, coi như chủ tịch hạ nghị viện và tất cả những cái tên phản thần đều không dám nhúc nhích. Và ông có mặt ở tại Texas cho tới khi mà ông trở về ngày hôm qua. Thì quý vị thấy rằng khi mà lên chiếc này là nói rõ cái quyết định của Tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ là ông không đầu hàng. Và tôi nhắc nhở cho quý vị là đã có âm mưu đảo chánh, và nếu ông không sử dụng thì ông không còn coi như trên dương thế này. Và khi mà ông đã lên chiếc đó thì tên phó tổng thống phản thần cũng không biết được. Và quý vị thấy rõ là ông khi mà sử dụng chiếc mà coi như phản lực đặc biệt Y-4B này, chỉ có 4 chiếc mà đó là sử dụng cho ngày tận thế, thì biết rõ là cái quyết tâm ông là Tổng thống 45 không đầu hàng. Một lần nữa tôi kêu gọi tất cả đệ tử của tôi, tất cả những người đang ủng hộ cho Tổng thống 45 của Hoa Kỳ, chúng ta đừng có nản lòng, và cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu và chưa chấm dứt.
sự phản bội của những cái người mà đứng xung quanh Tổng thống thứ 45. Tôi nói rõ là chỉ có mình vợ của Tổng thống 45 mà phản bội thì nó mới lớn hơn thôi, và không có cái gì mà ai phản bội lớn hơn nữa, chỉ trừ bà vợ của Tổng thống 45. Từ giờ phút này tôi thường sử dụng danh từ Tổng thống thứ 45 là quý vị hiểu cho đó là một cái ám số đặc biệt của tôi. Thành ra quý vị biết tôi nói ai rồi. Tôi không nản lòng, quý vị không nản lòng, và quý vị chờ đợi coi khi mà ngài Tổng thống 45 đã lên một trong bốn chiếc mà phản lực cơ đặc biệt để xảy ra khi ngài tận thế, khi có chiến tranh nguyên tử hoặc là có những cuộc đảo chánh thì ngài mới sử dụng. Cho nên tới giờ này tên phó tổng thống phản thần vẫn chưa dám ra lệnh để mà trục xuất tổng thống thứ 45 ra khỏi tòa Bạch Ốc. Cuộc chiến đang bắt đầu và chúng ta đừng nản lòng, đừng nản lòng. Cho nên một lần nữa, có nhiều lý do mà tôi không có kêu gọi Phật tử và những người ủng hộ Tổng thống 45 vào cái chiến thứ 3, vì có nhiều chuyện tôi không thể nói được ở trên cái livestream này. Và vững lòng tin để biết rằng khi Tổng thống 45 đã sử dụng chiếc phản lực cơ đặc biệt là Y-4B, là ngài đã gửi một cái thông điệp đến cho tất cả những người yêu chuộng Tổng thống 45, và đừng nản lòng, là cái chiếc đó là chỉ sử dụng khi mà ngày tận thế của Hoa Kỳ, tức là có xảy ra chiến tranh nguyên tử. Trên cái chiếc máy bay này được chế tạo đặc biệt để mà connect tất cả những hệ thống vệ tinh tình báo, tất cả các cuộc nói chuyện, tất cả những cái bằng chứng gian lận, tất cả những cái transaction qua cái hệ thống phần mềm của Google, của Twitter, của Facebook đều không thể nào qua cặp mắt của chiếc Y-4B này. Và vì vậy tới giờ này tên phó tổng thống phản thần vẫn chưa dám coi như ra lệnh trục xuất tổng thống 45 của Hoa Kỳ ra khỏi tòa Bạch Ốc. Trân trọng kính chào, vững niềm tin và tin tưởng rằng tổng thống 45 ngài sẽ đủ trí huệ và ngài sẽ được sự che chở của ân trên, của Thiên Chúa, của Phật Tổ để ngài tiếp tục điều hành cuộc chiến giữa tà và chánh. Trân trọng kính chào và đừng có ai nản lòng, phải không quý vị?